Ê, đi cùng với lại Khải Đăng Phúc đi, Dante là người lái cho Khải Đăng Phúc bắt chước. Rồi Marshmallow di chuyển đi, Dante với Khải Đăng Phúc di chuyển luôn, chạy đi chỗ khác đi. Rồi đây là một tình huống, Chippy nó yêu cầu chiếc xe Sultan này dừng lại nè. Mọi người gán chạy bộ phía lên đây tí cho đỡ dướng mấy chiếc xe cảnh sát chứ. Rồi Chippy yêu cầu dừng lại đi. Chứ yêu cầu dừng lại đi. Rồi bây giờ á, đối tượng đã dừng xe lại làm đúng yêu cầu rồi. Thì bây giờ Chippy sẽ báo cáo như sau. Rồi Chippy báo cáo mã 55 đi. Chứ bị báo cáo mã 55 đi chứ bị. Đầu tiên á, sẽ là mã kiểm soát là mã tuần tra của mình. Tiếp tục là mã 55, phương tiện màu gì, đang ở đâu và bao nhiêu người trên xe. Cuối cùng là nghi vấn có vũ khí hay không, nếu mà không thì không cần phải ghi. Rồi cuối cùng là cần hỗ trợ thì những người khác mà đọc được á, người ta sẽ muốn tham gia cái tình huống 355 đó, người ta sẽ trả lời bằng cách là mã kiểm soát rồi en router mã 55 tại vị trí nào. Đơn giản là như thế này, mã kiểm soát đang có mã 55, một chiếc xe Sultan màu đỏ tại Kermacy, có tổng cộng là 3 người trên xe và nghi vấn có vũ khí. Thì những người sau đó nhận được thông tin đó mà muốn tham gia thì người ta sẽ làm mã kiểm soát phải en router mã 55 tại đâu là được. Rồi hai chiếc này lưu lại đi. Thì á, đồng nghĩa với việc các người đầu tiên á, cái chiếc xe đầu tiên mà chạy tới á, thì nó sẽ đậu kế bên chiếc xe của Chippy. Dante, chiếc xe đầu đầu tiên chạy tới nó sẽ đậu kế bên xe Chippy, và những chiếc xe chạy tới sau á, sẽ đậu đằng sau chiếc xe đầu tiên. Để làm gì? Khi mà tình huống này á, đã có người tới hỗ trợ cái mã 55 này rồi, thì Chippy là người yêu cầu đối tượng dừng lại đúng không? Chippy sẽ bước xuống xe làm việc. Xuống đi Chippy. Chippy bước xuống xe làm việc vậy, trong lúc mà Chippy đang làm việc á, đối tượng vô tình nó cố tình nó nổ máy xe nó bỏ chạy, thì người đầu tiên đuổi được sẽ là Dante và sau đó là những người chạy phía sau Dante, để cho Chippy có thời gian leo lên xe và đuổi theo chứ không bị delay là phải đợi Chippy. Mọi người hiểu không? Alo, Ok này. có ai không kịp không? Có ai không kịp không? Alo, hay là ok hết? Rồi bây giờ mình cùng lên xe, mình làm một cái tình huống truy đuổi ha, để có gì thì sẽ góp ý mọi người ngay tại lúc đó luôn. Ok, mọi người lên xe đi. À, với đó anh em nhắc anh em là cái trường hợp là các nút với giao nhau giữa ngã tư là ngã ba, em mà giao khúc này giao nhau thì anh Mà cái em có đó thể mỗi lần mà nó làm sai cái là nó sẽ dễ hơn mày. ok anh em lên xe đi, Anh em lên lên xe xe lên đi. xe lên xe. Ai có kinh nghiệm rồi nhường lại đi. Ai có kinh nghiệm rồi cứ nhường lại hết, để cho những người không có kinh nghiệm lái để biết sai đâu sửa đó. Rồi Khả năng Phúc đủ luôn nha. Đi nè. Đi đây đi, đi Phúc Phúc. Rồi bắt đầu báo cáo đi. Phúc biết báo cáo không? Phúc có mất không? Để em đem nha. Code Phúc 3 không tắc có mất quan. thì Phúc không có mất thì Phúc sắm mình mất đi nha. Code 3 tắc quan, một chiếc xe Sultan màu đỏ, ba người đang ở trước bệnh viện on-site. Đang hướng về trước mắt kịp. Rồi dừng lại, dần 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 hết, giữ yên vị trí, dần hết dần hết. Rồi những người chưa tới mắc kẹt chạy tới đây đi, những người chưa tới mắc kẹt chạy tới đây, những người chưa tới mắc kẹt tất cả chạy tới đây đi. Còn ai chưa tới không? Mọi người nhìn một cái làn đường này là hai lane là đúng không? Chẳng hạn như làn đường bên phải nó có hai lane, thì ở ngoài đời á, một
ngoài đời xe hơi á sẽ chạy sát ở cái lane ngoài đây. Thì dù có bất kỳ tình huống nào mọi người cũng phải chạy sát cái lane ngoài đây nha. Dù có tình huống nào mọi người cũng phải chạy sát lên ngoài đây. Chỉ có chiếc xe đầu tiên ở đằng sau đối tượng là đối tượng đi lane nào, nó phải đi lane đó. À, với lại tình huống vừa rồi á, Kim đứng yên nè. Tình huống vừa rồi á là Khải Đăng Phúc đang bao cua, nhưng mà Kim lại thấy là Khải Đăng Phúc nó bị mất lái, Kim vượt lên như vậy thì vô tình á Khải Đăng Phúc nó quẹo qua, mà lỡ có đụng nhau á là cả đội hình bị mất lái hết. Kim phải biết là Khải Đăng Phúc nó chưa bị đụng hoặc là chưa va chạm với bất cứ thứ gì thì nó vẫn phải là người chạy đằng sau đối tượng. Ai mà vô tình quẹo cua hay là trong lúc chạy xe á, mà bị đụng vô một bất cứ một vật cản nào thì mình phải đứng lại cho cả đội hình qua hết rồi mình nói đuôi về sau. Ok chưa? Thằng Edit chạy xe, ngồi chung xe với người khác đi để quay xét người ta. Ok, Khải Đăng Phúc đi ra sau đối tượng lại. Rồi Khải Đăng Phúc dí nè. Báo cáo anh ta. Đang ở chiếc mắt kẹt, đang hướng về chiếc xe nêu. Rồi chạy thì giữ khoảng cách với nhau một tí để tránh những trường hợp lắc hay là vô tình thắng gấp lại. Đang ở chiếc xe nêu hướng qua đại lộ Danh Vọng, không quẹo phải, đang hướng ra đằng sau xe nêu, hướng về lại bánh donut gần mắt kịt. Đang ở bánh donut, quẹo phải, đang ở trong con hẻm ở tòa soạn. Rồi mất dấu luôn, Khải Đăng Phúc chạy xe phải thì chỗ nên từ tiếng nghe mắt kịt nè, thì vẫn tiếng nghe G1. Đang ở chiếc bắt kịch, đang chiếc ông khuôn viên bắt kịch. Thì trái đang vòng vòng khuôn viên bắt kịch. Thì vẫn tiếp tục đang trong khuôn viên bắt kịch, đang tiến ra xong. Đối tượng bị trái vô một con hẻm, thì vẫn tiến ra sắp gần. Đối tượng bị phải. Mất cái đối tượng nha. Ừ. Mình miễn nghe. À, những người có kinh nghiệm á, lái đi. Cho người ta xem. Những kinh nghiệm lái đi nha. Ok, bảy dí đi bảy ơi. Mọi người chỉ cần biết á là đụng thì dừng lại cho mọi người qua hết là được. Báo cáo đi đại lệnh. Xin mic, đối tượng đang ở Chicken Bell, rẽ vào hẻm sau bánh donut, hướng ra lại trước market. Đang ở trước market, hướng về phía sau bánh donut. Đang từ sau bánh donut hướng lên đại lộ Danh Vọng. Đang đại lộ Danh Vọng, rẽ trái hướng về phía sân Telit. Không, về sân tennis rẽ phải lên trước Nghĩa Trang, hướng lên Temple. Đang hướng lên đại lộ Temple, thẳng lên đại lộ Vinewood, rẽ trái về phía Bank Nodel. Không, về Bank Nodel, quay ngược lại về phía trạm xăng Temple, hướng lại xuống sửa xe Temple, hướng xuống đại lộ Danh Vọng. Đang đại lộ Danh Vọng, từ đại lộ Danh Vọng đâm thẳng về ngã tư Banh Mua Lần. Đang lên trái chiều hướng về ngã tư Banh Mua Lần, rẽ đi thẳng về phía bãi đỗ xe Banh Mua Lần, hướng thẳng về phía Glen Park. Mất lái đi bảy. Mà Huyền râu xì báo cáo đi em. Xe đó đéo ai báo cáo à.
Kira, cái pha hồi nãy Rio nhảy, một đối tượng nhảy xuống em chưa báo nha. Xuất file, xuất file, xuất file, xuất file, xuất file. Đây là đôi, đôi. One down, one down, one down. Có góp ý gì không mấy thằng ở kế bên? Chạy súng anh em ơi, chạy súng đi. Rồi, à, đầu tiên đó là tình huống đối tượng chết ha. À, Khải Đăng Phúc nằm xuống đây. À, Phúc pha follower 4 đi. Tắt bắt ghê đi, chơi dễ thấy em rồi. Rồi, tắt bắt ghê đi Khải Đăng Phúc. Rồi khi mà đối tượng chết á thì tất cả vẫn phải chĩa phun, tất cả vẫn phải chĩa súng. Nhưng á khi mà mình thấy đã quá đông rồi á thì bản thân mình hoặc là một vài người khác tự chủ động là quá nhiều người chĩa súng rồi á thì tất cả còn lại á sẽ đi ra một cái chỗ khác, đặt ca đe phong tỏa cái hiện trường này lại và không cho ai tiến vào. Còn những người mà đang ở gần á thì một hai hoặc ba người sẽ chạy lại gạch camera một để mà lục soát nó luôn. Nó đã cầm súng, người ta đã bắn mình rồi thì mình không cần thiết phải RB gạch mi gạch đu để biết trên người nó có gì hết đó. Nó đã nằm vậy rồi, mình lục soát không thể nào nó giấu được đồ đâu cả. Mình cứ lục gạch mình cứ gạch camera một và gạch lục soát nó luôn, không cần phải RB gạch mi gạch đu. Ok chưa? Rồi bây giờ là tất cả những người khác tản ra, rồi một vài người tản ra đặt KD phong tỏa đi. Phong tỏa như Dante Richard á, là mình phải phong tỏa rộng ra chứ không phải phong tỏa hẹp. Đó, phong tỏa đứng ở đó, phong tỏa là đúng rồi đó. Phong tỏa xong á, không phải là cứ phong tỏa rồi đi vô, mà là phong ai phong tỏa ở đâu thì đứng ở đó để mà không cho người khác vô luôn. Còn những người còn lại á, thì vẫn tiếp tục ở đây để mà roleplay cái tình huống này với cái thằng đối tượng. Roleplay là gạch lục soát thôi chứ không cần làm gì hết. Xong rồi sẽ gọi cấp cứu tới bắt nó. Nói chung là không quan trọng gạch mi gạch, gạch đu. Đơn giản là vậy thôi. Tuấn Châu ơi, gíp găng thằng chip bay lên găng một giùm anh cái, nó không có gặp deploy KD được. Nói chung là mình đông là mình phải tự biết chia việc cho nhau. Khi mà đã đặt KD phong tỏa rồi thì ở trong đây vài người tức còn lại chạy ra gom xe lại hết vô trong lề để cho nó không có bị lạng lạc ở ngoài kia. Đang dạy học gì vậy Dan? Học nghiệp vụ của má mày để lại nè. Chỗ này đúng luôn, đúng luôn. Có muốn chạy tiếp không? Muốn chạy tiếp không? Mày lấy chiếc xe căng căng ngay chạy nè. Với lại tình huống mà đuổi theo đối tượng đông quá, anh em lẻ BD tản ra để kiểu mà mình chặn đầu đối tượng á, chứ mình đu theo là mình bị bất lợi á. Tại vì nếu mà đối tượng quay đầu á, mà mấy ông quay đầu theo mà mình đông quá là mình sẽ bị cắt đuôi á. Mình mà cứ đâm đầu theo đối tượng mà dù mà mình đông có chục xe vậy á là nó cắt mình dễ lắm. Nói chung là đã thấy một hàng xe quá đông rồi á thì những cứ tách nhau ra để mà đi đi kiểu như là đoán hướng của đối tượng để mà làm chậm nó lại. Ok, tản ra hết đi, xe của Mắc Melo ở lại thôi.
Nói chung này mới xương xương là demo à, tại vì nếu mà về cách hoạt động, cách chạy xe thì cũng chưa phổ biến á. Nó là tạm thời vậy thôi. Chạy để va chạm vui vẻ thôi. Edit lên xe mày. Từ từ anh ơi, em chưa bấm map nè. Không sao đâu, không báo cáo theo map đâu. Ok. Chị cậu thì muốn quất bài thất ngủ một chiếc xung tâm màu đỏ. Em tiến ra nhà thờ, em từ nhà thờ từ đường yêu trái xuống một cái hầm. Em vẫn tiến ra khu G1. Nói tụi đang dùng dọc ở cái hầm ở ngay khu nhà thờ. Nói tụi đi trái tiến ra nói tụi đang nói không có mất mát. Đi chưa bác cao đi. Báo cáo đây kìa, xe nào đang đuổi sau đối tượng, báo cáo đây. Nó cha nó đang ở bên hông bệnh viện Jefferson nè. Nó quẹo trái vô trong bệnh viện Jeff luôn nha, đang ngay bệnh viện Jeff. Một đối tượng nhảy xuống xe nha. Nó đang đi qua vòng vòng ở bệnh viện Jeff, quẹo phải đi hướng Anton nha. No. Đang ở đằng sau bệnh viện Jeff, chạy thẳng về sân bóng rổ nha. Quẹo phải đi hướng Gym Anton nha. Đang ở chỗ Gym Anton nè. Quẹo ở động crash, quẹo đang trong giải nhà ở động crash á, nó đang ở trước pizza, đang ở giải nhà chỗ pizza, quẹo trái về lại trước game, đang ngay game, quẹo phải về lại không về, đang ở trước game nè, đang vòng vòng ở game nè, anh đang lạng lách ở ngay cái cầu gần trước cầu đường ray nè, đang ở bãi rác, vẫn đang bãi rác nha. Dòng quẹo trái về hướng gần không quy taxi, quẹo trái dòng ngược lại hướng bãi rác, đang ngay đường ray bãi rác, quẹo phải vô bãi rác, đang trong bãi rác, chạy thẳng về hướng ra cảng nha, quẹo phải về vô nghi vấn vô sân bay nha, không vô sân bay chạy xuống cái cổng ở gần bãi rác nha, đang dưới cổng bãi rác, dẫn về cống bia già nè, đang ở dưới cống bia già nè, dẫn tiếp tục chạy thẳng về hướng cống tòa án nha, đang ở dưới cống tòa án, quẹo phải lên sau tòa án nha, đang ở sau thông quy lễ BD1, quẹo phải về hướng bếp lửa, thông về hướng bếp lửa, quẹo trái qua ngay chỗ dốc vệ sinh, đang ở dốc vệ sinh. Ario, mày mua tao về room khác Ario. Quẹo phải không, quẹo trái về lại ngay tòa án nha, dẫn đoạn tòa án nè, chạy quẹo phải về lại nhà QGC á. Đối tượng đang ở trong con hẻm ngay Commercy, đang mắc kẹt ở chỗ hẻm Commercy hướng về Benbon. Không, đối tượng đang hướng ra đằng sau mắc kẹt, đang ở đằng sau mắc kẹt, đang ở trong giữa con hẻm mắc kẹt hướng ra trước bệnh viện. Xe trước báo cáo. Tôi đang ở đằng sau bệnh viện, hướng ra đâu nết, không qua một để phải hướng lên đại lộ nhân vọng. Lên là đang lên là nhân vọng này, đang ở đại lộ nhân vọng để phải lên là Temple, đang ở Temple để trái là sửa xe, đang chiếc sửa xe, vòng lại đều là nhân vọng, để trang, thì vẫn đâm xuống sân tennis. Không xuống tên thứ để trái, đang ở đằng sau bị mất kịch, đang bị mất kịch, đang chiếc bên bông đâm thẳng ra để trái hướng về bên xuống, trái lên đang chiếc bên xuống hướng lên bên hông lần.
đang chiếc ban mô lần. Đâm thẳng lên dãy núi bên Đài Quốc. Mặc cho đối tượng tại dãy núi bên Đài Quốc. Giúp mình. Rồi F15 về nha. Yes, tắt không thấy. Từ cao tốc lấy 15 qua Blueberry không thấy nha. View không thấy. Hẻm bay rác lấy Blueberry không thấy nha. Rất là lần này chạy xe đi. Tao thấy mày vẫn đang chạy mà. Đúng rồi. Xe tắt rồi. Ừ. Cái xe mày vẫn chạy mà tao đeo xuống được đây này. Ông cống không thấy. Đại lộ Vinewood, đại lộ Temple không có nha. Vì khu vực BSA không thấy. Rồi xe đường. Xe deep squat thì lái được gì vậy? Kim văn tận. VIP lấy không có đối tượng nha. Không xử lý trọng. Đã phát hiện đối tượng nha. Đối tượng đang ở chút cơ nha. Tôi tự chạy xuống xuất hạng của ai. Chạy 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 chạy. Chút phai ở chút lễ hả? Lễ chút lễ chút lễ. Ok ok. Chút phai rồi nha. Mát mèo lô dí dí vậy. Không biết ai dưới mà. Đi một đối tượng nha. Nó còn đó không mát mèo lô? Còn còn còn. Tôi đang tôi đang tôi đang dí qua nè. Cái lệnh bị mày ra kêu ấy hỗ trợ là gì? Bắt cúp nha. Ủa, vậy Hidden đâu? Thầy biết chạy rồi. Chạy bộ hả? Chạy bộ, chạy bộ, chạy bộ, chạy bộ xuống dưới ống cống á, chạy bộ xuống dưới ống cống á. Chạy bộ dưới ống cống. Bệnh viện đi. Chạy đứa tao cái. Đợi đi.
Hình như có người trên chỗ trước cơ kìa. Có người trên chỗ chết qua trước cơ. Này này này, nhưng không nè, không nè, không nè, không nè. Kìa, bắn rồi nha, bắn rồi nha. Bắn ra đây, bắn ra đây. Nào rồi, nào nha. Nào quán hát không? Có. Ồ. Chạy về phía bệnh viện Jefferson đi mày. Đấy, giờ em muốn hát đi theo sau luôn đấy. Súng mình bắn đào quá nha, thầy đàn. Hả? Súng mình bắn đào quá. Mà có nào hát không vậy? Không. Chơi game cũng hát. Chơi gì Ninh ơi, chơi gì? Mày rất ác quá anh ơi. Nó không phí á, không phí hát.